Năm 2023, lúa gạo là át chủ bài của ngành nông nghiệp, thắng lợi cả về sản lượng và giá bán. Đồng bằng sông Cửu Long năng suất lúa bình quân đạt gần 24 triệu tấn, chiếm trên 50% sản lượng lúa sản xuất và trên 90% sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Điều gì đã làm nên thành tích ấn tượng này? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh đặc biệt ngày 11 tháng 2 năm 2024. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.